Trước mắt quý vị và các bạn đây là Belgorod, chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới thời điểm hiện tại và được mệnh danh là vũ khí tận thế của người Nga. Sở hữu vũ khí chính là ngư lôi hạt nhân xuyên lục địa Poseidon. Nó được cho là có khả năng tạo ra cơn sóng thần đủ mạnh và mang đầy phóng xạ để hủy diệt hoàn toàn một thành phố ven biển. Vì vậy, sự xuất hiện của nó đã dấy lên lo ngại cho giới chức phương Tây, nhất là khi vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Tuy nhiên, liệu những gì người Nga tuyên bố có phải là sự thật? Rằng Belgorod có phải là một siêu vũ khí sẽ đem đến ngày tận thế? Hay đây chỉ là chiêu trò truyền thông của Moscow nhằm đe dọa kẻ thù của họ? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay của Kiến thức quân sự. Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức thủ công cho nam đồng hành cùng CD Team. Hãy đăng ký kênh cũng như ủng hộ những sản phẩm của Helios. Helios mang đến các chế tác độc nhất và được thiết kế và gia công bởi nghệ nhân người Việt, với mong muốn đưa các sản phẩm của người Việt vươn tầm thế giới. Theo thống kê của Global Firepower, Hải quân Nga tính đến thời điểm cuối tháng 2 năm 2024 đã sở hữu trong hạm đội của mình số lượng tàu ngầm đồng đảo bậc nhất thế giới với tổng cộng 65 chiếc. Mặc dù vậy, không may cho họ là khá nhiều trong số này đã cũ và có những chiếc có từ thời Liên Xô đã hơn 30, thậm chí là hơn 40 tuổi. Do đó, với mục đích hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm của mình, nhưng Nga thời kỳ hậu Xô Viết đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân lớp Belgorod vào tháng 7 năm 1992, sau 3 thập kỷ nghiên cứu và phát triển. Được chế tạo dựa trên lớp tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân Oskar, Belgorod ban đầu có định hướng thiết kế để trở thành tàu ngầm mang tên là dẫn đường nhằm đe dọa các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ. Đồng thời, Belgorod và những người chị em của nó dự kiến sẽ được trang bị 24 tên lửa diệt hạm P-700 Granit. Chúng sở hữu một tính năng đặc biệt là có thể khai hỏa tất cả cùng một lúc. Trong đó, tên lửa dẫn đầu sẽ gửi dữ liệu về mục tiêu cho 23 quả còn lại. Và nếu tên lửa này bị đánh chặn, thì những quả tiếp theo sẽ thay thế nó. Nhờ đó, chỉ một hạm đội Belgorod là có sức mạnh tấn công cùng lúc nhiều hạm đội đối phương. Hứa hẹn là thế, nhưng vào năm 1997, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã phải dừng chương trình này trong bối cảnh quốc gia đang lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính thời kỳ hậu Xô Viết. Mặc dù vậy, họ vẫn nuôi hy vọng hoàn thành công việc chế tạo và luôn sẵn sàng cho sự ra đời của Belgorod bằng cách huấn luyện các binh sĩ thuộc thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, những vấn đề tài chính tỏ ra rắc rối hơn dự kiến, khiến chiếc tàu ngầm đang chế tạo dở 3/4 phải nhiều năm nằm bất động ở cảng Severodvin. Đến năm 2000, thảm kịch đám tàu Kursk xảy ra ở biển Barents đã khiến người Nga đi đến quyết định tiếp tục dự án Belgorod. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, phần thân tàu gần như đã hoàn thiện, chỉ còn thiếu động cơ, các thiết bị và hầm chứa tên lửa. 8 năm sau, lễ đặt lườn tàu diễn ra và khi đó, sứ mệnh của Belgorod bắt đầu thay đổi. Tháng 4 năm 2019, con tàu được hạ thủy và đến tháng 7 năm 2022, chiếc tàu ngầm này được đưa vào biên chế Hải quân Nga. Và từ một tàu diệt hạm bình thường, nay đã gia nhập sư đoàn tàu ngầm số 29, vốn là đơn vị đặc biệt của Tổng cục Nghiên cứu Biển Sâu, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Sự thay đổi trong nhiệm vụ của Belgorod có thể được thấy ngay ở thiết kế của nó. Với chiều dài 184m, rộng 18,2m, lượng tròn nước khi nổi và lặn lần lượt là 14.700 và 24.000 tấn, Belgorod đã trở thành chiếc tàu ngầm lớn nhất đang hoạt động trong lực lượng Hải quân Liên bang Nga, cũng như trên toàn thế giới. Nó có khả năng tác chiến ở độ sâu tối đa là 520m và ở dưới mặt nước trong khoảng 4 tháng nhờ lò phản ứng hạt nhân được lắp đặt bên trong. Bên cạnh đó, Belgorod có tốc độ tối đa khoảng 32 hải lý trên giờ với phạm vi hoạt động không giới hạn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nó có thể tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, nghiên cứu và đóng vai trò răn đe chiến lược với 6 ngư lôi hạt nhân 2M39 Poseidon. Chính thứ vũ khí được lắp đặt theo tên của vị thần cai quản biển cả và đại dương trong thần thoại Hy Lạp này sẽ là nhân tố mà chúng ta cần đi sâu phân tích để làm sáng tỏ mục đích của tàu ngầm Belgorod. Hoa Kỳ, siêu cường quân sự mạnh nhất thế giới, cũng là đối thủ lớn nhất của người Nga, vốn sở hữu trong tay các hệ thống tân tiến có thể theo dõi bất kỳ quả tên lửa nào được phóng trên trái đất. Và ngay cả những vụ thử vũ khí siêu vật âm của Trung Quốc năm 2021 cũng đã bị chúng phát hiện. Tuy nhiên, điều này là rất khó xảy ra đối với ngư lôi Poseidon, đặc biệt là khi người ta không chủ động tìm kiếm nó
và khiến lực lượng phòng thủ của Hoa Kỳ gặp rắc rối vì không có cảnh báo trước. Nhằm tăng cường khả năng tấn công bất ngờ cho Poseidon, người Nga tuyên bố rằng họ đã trang bị cho nó công nghệ tàng hình, giúp nó trở nên vô hình trước các hệ thống theo dõi âm thanh dưới nước được Hoa Kỳ triển khai dưới đại dương. Mặc dù đúng là Poseidon có gây tiếng ồn khi hoạt động, nhưng mức độ ồn ào của nó chỉ tương đương các tàu dân sự. Từ đó làm cho Hải quân Hoa Kỳ khó có thể phân biệt mối đe dọa với tất cả các hoạt động giao thông hay thương mại thông thường trên các tuyến đường thủy quốc tế. Một số nguồn tin của xứ sở Bạch Dương còn cho biết thêm rằng ngư lôi Poseidon có thể tự động giảm tốc độ xuống khoảng 3 km/h khi nó tiếp cận mục tiêu, khiến việc phát hiện và phản công trở nên khó khăn hơn ngay cả trong những giây phút cuối cùng. Vào năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức công bố dự án Poseidon đang trong quá trình phát triển, đồng thời tuyên bố rằng nó đủ sức đánh bại các hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ. Một tính năng đặc biệt của loại ngư lôi này là nó có thể tự động di chuyển và được tăng cường hiệu năng nhờ trí thông minh nhân tạo, cảm biến dẫn đường tiên tiến và hệ thống sonar tránh chướng ngại vật. Tất cả được tích hợp với mạng lưới vệ tinh định vị toàn cầu GLONASS của Nga trong không gian. Ngoài ra, nếu đúng như quảng cáo, Poseidon có thể hoạt động mà không bị phát hiện trong tối đa 7 tháng nhờ lò phản ứng hạt nhân với nhiên liệu tồn tại được trong 20 năm. Lý do thời gian vận hành quá ngắn so với tuổi thọ nhiên liệu là bởi bản thân quả ngư lôi cần phải được bảo trì 7 tháng một lần. Theo các nguồn tin của Nga, khi thời gian triển khai kết thúc, Poseidon có thể tự quay trở lại cảng và tại đó các tàu có người lái sẽ thu hồi và thủy thủ đoàn tiến hành bảo trì giúp nó sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo. Nhờ nguồn năng lượng hạt nhân, quả ngư lôi có khả năng đạt vận tốc 70 hải lý trên giờ, tức gần 130 km trên giờ khi di chuyển trên bề mặt. Theo tờ bản tin của các nhà khoa học nguyên tử, tốc độ của Poseidon thậm chí có thể đạt tới 100 hải lý trên giờ hay 180 km/h, nhanh hơn nhiều tàu ngầm và ngư lôi của NATO. Cùng với đó, nó có thể hoạt động ở phạm vi 10.000 km với độ sâu hơn 1.000 m. Mỗi quả Poseidon mang đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 20 megaton. Để cho dễ hiểu thì nó mạnh gấp 133 lần quả bom Little Boy, 95 quả Fat Man và gấp đôi quả mạnh nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ là B-83. Thêm vào đó, một số báo cáo cho rằng trong trường hợp cần thiết, tàu ngầm Belgorod có thể mang đầu đạn hạt nhân 100 megaton, cho ra sức hủy diệt gấp đôi so với bom Sao Hoàng, thứ vũ khí hạt nhân mạnh nhất lịch sử nhân loại từng được kích nổ vào năm 1961. Nhưng nếu điều này là thật, Belgorod sẽ trở thành nỗi kinh hoàng đối với các căn cứ hải quân và các thành phố ven biển của kẻ thù. Vào tháng 11 năm 2020, ông Christopher Ford, khi đó là trợ lý ngoại trưởng an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân của Nhà Trắng, đã bày tỏ mối lo ngại rằng ngư lôi Poseidon có thể nhấn chìm các thành phố ven biển của Hoa Kỳ bằng những cơn sóng thần phóng xạ. Từ những dấu hiệu trong thiết kế cũng như thông tin tình báo thu thập được, vào tháng 4 năm 2022, báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng Belgorod và ngư lôi Poseidon của nó được coi là vũ khí trả đũa chứ không phải như một đòn phủ đầu. Về mặt lý thuyết, nếu năng lực tác chiến hạt nhân của nước Nga bị tổn hại đáng kể bởi cuộc tấn công đầu tiên của kẻ thù, Belgorod vẫn sẽ ở trên biển và sẵn sàng triển khai chiến đấu khi có lệnh. Cần lưu ý rằng, mặc dù có thể nói ngư lôi Poseidon đang sở hữu khả năng răn đe hạt nhân đáng gờm nhất trái đất ở thời điểm hiện tại, nhưng bản thân nó cũng có thể mang các đầu đạn thông thường. Tương tự như vậy, bên cạnh sứ mệnh hạt nhân của mình, tàu ngầm Belgorod sẽ đảm nhiệm một loạt các hoạt động đặc biệt dưới biển khác và được lắp đặt các thiết bị cần thiết, chẳng hạn như tàu ngầm cỡ nhỏ chạy bằng năng lượng hạt nhân Rosarik được gắn bên dưới thân của nó. Thứ vũ khí này được đánh giá là rất hữu ích cho các nhiệm vụ giám sát hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước, chẳng hạn như các đường ống, cáp internet hoặc thu thập thông tin tình báo. Đồng thời, dường như Belgorod cũng sẽ hoạt động như một tàu mẹ của các thiết bị không người lái. Vì mục đích này, con tàu đã được thiết kế lại vào năm 2017 để thay thế khoang tên lửa bằng khu vực chứa lớn hơn dành cho drone dưới nước. Do đó mà chiều dài ban đầu của Belgorod vốn chỉ có 154 mét, đã tăng thêm 30 mét như thế này. Không dừng lại ở việc mang theo, Belgorod cũng được cho là có khả năng điều khiển phương tiện tự hành dưới nước thuộc mẫu Harsikort 2PPM. Chiếc mini drone chạy bằng năng lượng hạt nhân này có chiều dài 6,5 mét, đường kính 1 mét và tầm hoạt động khoảng 27 hải lý. Một số ước tính cho thấy Harsikort có thể hoạt động ở độ sâu 6.000 mét, nhưng những báo cáo khiêm tốn hơn cho rằng 2.000 mét là con số có khả năng cao hơn. Nó được trang bị nhiều sonar và thiết bị trinh sát để tiến hành các nhiệm vụ tìm kiếm cơ sở hạ tầng của kẻ thù ở dưới lớp băng tại Bắc Cực. Mặc dù vậy, Harpsichord cũng sẽ tham gia công tác cùng các hạm đội Biển Đen và hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.
Theo các nguồn tin của Nga, Hapsikert được thiết kế cho mục đích sử dụng kép, vừa làm nhiệm vụ quân sự, vừa thực hiện nghiên cứu khoa học, vốn là cái tên mỹ miều để ngụy trang cho các hoạt động tình báo dưới nước bí mật. Với việc sở hữu Hapsikert, tàu Belgorod sẽ được tăng cường khả năng thu thập thông tin trinh sát mà ít gây rủi ro cho chính nó và thủy thủ đoàn. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong hệ thống chiến lược của Nga, tàu Belgorod và thủy thủ đoàn không báo cáo với các chỉ huy hải quân, mà thay vào đó, họ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng thống Vladimir Putin, người đồng thời cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Điều này được cho là phù hợp với mục đích hoạt động đặc biệt của con tàu. Vào tháng 9 năm 2022, Belgorod đã bị vệ tinh của Cơ quan Không gian Châu Âu và Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ phát hiện là đang ở Bắc Cực sau thời gian mất tích đầy bí ẩn. Theo các quan chức quân sự châu Âu cảnh báo, chiếc tàu ngầm này đang di chuyển tới biển Kara để tiến hành thử nghiệm ngư lôi Poseidon, từ đó làm dấy lên lo ngại, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ kích hoạt đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, 2 tháng sau, các nguồn tin quân sự của đài CNN báo cáo rằng Belgorod đã rời khỏi khu vực thử nghiệm ở biển Bắc Cực và quay trở lại cảng mà không tiến hành thử nghiệm. Người Mỹ tin rằng người Nga có thể đã gặp khó khăn về mặt kỹ thuật và không thể phóng được ngư lôi. Đồng thời với việc nước ở Bắc Cực đóng băng ngay sau mùa đông, Belgorod đã phải lặn xuống dưới mặt biển. Câu hỏi ở đây là nó đã đi đâu hay làm gì kể từ mùa thu năm 2022. Vào tháng 1 năm 2023, Hải quân Nga đã nhận bàn giao những quả ngư lôi hạt nhân Poseidon đầu tiên và hoàn thành một số cuộc thử nghiệm hiệu suất khi triển khai chúng ở các độ sâu khác nhau. Vào cuối tháng 6 năm 2023, tàu Belgorod được cho là đã rời khỏi cảng Severodvinsk ở Bắc Cực thuộc Nga. Mặc dù diễn ra cùng lúc với cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, nhưng hai sự kiện được cho là không liên quan đến nhau. Vào thời điểm đó, tàu Belgorod dường như đang cố gắng tiến hành nhiều hơn nữa các cuộc thử nghiệm trên biển đối với ngư lôi Poseidon mà không thông báo cho Hoa Kỳ. Hãy chú ý đến điều này vì đây là một hành động hết sức bất thường. Bởi trong quá khứ, Điện Kremlin và Nhà Trắng sẽ thông báo cho nhau về các vụ thử vũ khí chiến lược nhằm ngăn việc hiểu sai ý định của bên kia và dẫn đến những quyết định sai lầm. Một số nguồn tin của Nga sau đó đưa tin rằng lò phản ứng hạt nhân của Poseidon đã hoạt động theo đúng thiết kế của nó và cho thấy khả năng vận hành cũng như mức độ an toàn của ngư lôi đã được xác nhận. Các cuộc thử nghiệm trên biển với ngư lôi Poseidon được cho là đã được lên lịch vào cuối mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy kế hoạch này đã thực sự được tiến hành như dự kiến. Ngoài ra, ngay cả khi Belgorod và tất cả các hệ thống của nó hoạt động tốt như quảng cáo, thì vẫn còn đó một vấn đề nan giải như với chiến đấu cơ Su-57 và xe tăng T-14 Armata, đó là thiếu hụt số lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, người Nga mới chỉ có duy nhất một chiếc tàu ngầm Belgorod trong hạm đội của mình. Và xét đến thời gian phát triển kéo dài, cũng như các lệnh trừng phạt quốc tế sau khi phát động chiến tranh với Ukraine, họ khó có thể chế tạo thêm bất kỳ một chiếc nào nữa trong thời gian sắp tới. Khi chỉ có một mình, Belgorod có thể dễ dàng bị theo dõi bằng vệ tinh. Tất cả những gì nó cần làm là nổi lên khỏi mặt nước, rời cảng và các đối thủ của Nga sẽ biết rõ nó làm gì tiếp theo. Bên cạnh đó, Moscow cũng tỏ ra do dự trong việc triển khai các khí tài mới nhất và tốt nhất của mình ra chiến trường Ukraine, thể hiện qua sự vắng mặt của T-14 Armata và việc Su-57 không bay qua không phận tranh chấp. Tương tự như vậy, chúng ta cũng chưa một lần được thấy Belgorod tham chiến. Có thể Bộ Quốc phòng Nga không muốn mạo hiểm đưa chiếc tàu ngầm đã tốn gần 30 năm phát triển ra chiến trường và biến mọi nguồn lực mà họ đã đầu tư cho nó trở nên công cốc. Cùng với đó, cũng có nhiều lý do để cho rằng Belgorod và Poseidon không tốt như người Nga nói. Đầu tiên và quan trọng nhất, khả năng tạo sóng thần của ngư lôi Poseidon, xét cả về mặt vật lý và kỹ thuật, được cho là khó có thể xảy ra. Theo Gregory Spriggs, nhà vật lý vũ khí hạt nhân tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence, Livermore, 50 megaton có thể, vâng, chỉ là có thể gây ra sóng thần và tấn công bờ biển với năng lượng tương đương với vụ nổ 650 kiloton. Thậm chí một số ý kiến khác còn cho rằng 100 megaton là không đủ tạo ra sóng thần nếu vụ nổ xảy ra ở vùng biển gần bờ. Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là Poseidon không nguy hiểm. Theo một cựu kỹ thuật viên hạt nhân và điện tử của Hải quân Hoa Kỳ, cơn sóng sinh ra từ vụ nổ ngoài khơi của nó vẫn chứa một lượng chất phóng xạ, đủ để khiến bến cảng hoặc thành phố ven biển trở thành khu vực không thể ở được trong khoảng một thế kỷ. Mặc dù tuyên bố khiêm tốn hơn này không mang lại nhiều sự yên tâm cho Washington, nhưng còn nhiều lý do khác để nghi ngờ về khả năng được quảng cáo của Poseidon.
Loại ngư lôi này sở hữu kích thước khổng lồ với chiều dài 20m và đường kính 2m. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để chứa bên trong một lò phản ứng hạt nhân lớn nhằm duy trì hoạt động cho nó trong thời gian dài như các nhà thiết kế tuyên bố. Hơn nữa, cấu trúc của Poseidon sẽ cần có khả năng phải bảo vệ hệ thống định vị và trí tuệ nhân tạo tiên tiến khỏi bức xạ hạt nhân từ chính lò phản ứng của mình. Về mặt lý thuyết, điều này là hoàn toàn có thể, nhưng nó sẽ đặt ra những giới hạn đối với ngư lôi, khiến nó kém hiệu quả hơn so với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Bản thân lò phản ứng hạt nhân trên ngư lôi cũng là một vấn đề đáng xem xét. Dành cho những bạn chưa biết, lò phản ứng hạt nhân hoạt động theo cơ chế chuyển đổi năng lượng từ quá trình phân hành hạt nhân nguyên tử để sinh nhiệt. Năng lượng nhiệt này sau đó biến thành hơi nước, làm di chuyển tuabin tạo ra điện, và trong trường hợp tàu ngầm hạt nhân là lực đẩy. Theo các chuyên gia phương Tây, kích thước của ngư lôi Poseidon là quá nhỏ để mang theo thiết bị tái tạo quá trình phức tạp này. Trên thực tế có nhiều cách để giải quyết vấn đề này, nhưng những cách đó lại tạo ra dấu hiệu nhiệt khá rõ ràng mà ngay cả vệ tinh dân sự cũng có thể theo dõi được, chứ chưa nói đến quân sự. Vì vậy, ngư lôi Poseidon đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hoặc tăng kích thước để chứa lò phản ứng hạt nhân truyền thống và khiến cho việc triển khai từ tàu ngầm trở nên không khả thi. Hoặc là sử dụng quy trình giảm thiểu làm nó dễ bị phát hiện và mất đi khả năng tàng hình. Nếu Poseidon sở hữu sức mạnh và tính năng đúng như những gì được tung hô, thì các kỹ sư Nga thực sự phải rất giỏi và hiện đang nắm trong tay công nghệ vượt trội so với phương Tây. Cách đây vài phút, kiến thức quân sự đã nhắc đến việc cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Hoa Kỳ phân loại ngư lôi Poseidon là vũ khí hạt nhân tấn công nhằm mục đích trả đũa. Tuy vậy, cũng có một số ý kiến không đồng ý về đánh giá đó. Những chuyên gia này cho rằng loại ngư lôi mang tên thần biển cả, nhanh thì có nhanh, nhưng hãy còn quá chậm để trở thành vũ khí hạt nhân trả đũa. Thay vào đó, các đặc tính của nó lại tỏ ra phù hợp hơn với một loại vũ khí tấn công phủ đầu. Họ cũng đưa ra nhận định là trong điều kiện hòa bình, việc giám sát các thiết bị như Poseidon sẽ thoải mái hơn. Nguyên nhân là vì chúng chỉ có thể phát huy tác dụng nếu vào được vị trí sẵn sàng trước khi bị săn đuổi, nơi sẽ nằm gần bờ nhằm tạo ra sóng thần đủ lớn, cũng như tập trung chất gây ô nhiễm phóng xạ vào mục tiêu. Ngoài ra, nhằm tránh bị phát hiện bởi bọt nước sinh ra bởi hiện tượng xâm thực, Poseidon cần phải lặn ở độ sâu lớn. Tuy nhiên, nhìn chung thì các khu vực ven biển lại tương đối nông. Do đó, nhiều chuyên gia đánh giá mục đích của loại ngư lôi này không phải là nhằm vào các bến cảng hoặc thành phố duyên hải. Điều này dường như đã được chứng minh qua hoạt động sử dụng tàu ngầm Belgorod và ngư lôi Poseidon trên thực tế của Hải quân Nga. Tính đến cuối năm 2023, vẫn chưa có báo cáo nào về các cuộc thử nghiệm trên biển của Poseidon, và hiện cũng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Belgorod đang tuần tra vùng biển ngoài khơi. Bên cạnh đó, chiếc tàu ngầm tận thế của người Nga còn bộc lộ nhiều vấn đề khi thực hiện sứ mệnh ít quan trọng hơn là làm tàu mẹ cho các tàu ngầm và thiết bị lặn không người lái hạng trung. Chẳng hạn, vào tháng 7 năm 2019, tàu ngầm Lusarik bị hỏng pin trong quá trình thử nghiệm ngoài khơi bờ biển Bắc Cực của Nga, gây ra một vụ tai nạn thảm khốc, trong đó 14 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về khả năng hoạt động của Lusarik. Từ đó có thể thấy, để giúp cho chiếc tàu ngầm của mình thực sự có thể gây ra thảm họa tận thế như danh xưng, người Nga cần phải thực sự bắt tay vào hành động thay vì chỉ tung hô nó trên các phương tiện truyền thông. Tóm lại, Belgorod và sức mạnh của nó rất giống với một số chương trình vũ khí được cho là hiện đại khác của Nga. Nhiều tuyên bố khoe khoang được đưa ra nhưng lại chẳng có mấy bằng chứng cho thấy sự thực. Vậy quý vị khán giả đánh giá như thế nào về tàu ngầm Belgorod và loại vũ khí độc đáo của nó? Mục đích thực sự của ngư lôi Poseidon là gì? Liệu nó có thể hoạt động giống như những gì người Nga tuyên bố không? Hay tất cả chỉ là một con hổ giấy được Moscow dựng lên để hù dọa phương Tây? Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.